Xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine, sau đây là nội dung chi tiết. Tên lửa tấn công kho vũ khí hạm đội biển đen Nga, 30.000 thường dân Ukraine mất tích Một tên lửa đã tấn công kho vũ khí của hạm đội biển đen của Nga ở Tsukroveya, Klova, gần Sevastopol, Crimea, trong khi Ủy ban Quốc tế về người mất tích tuyên bố gần 30.000 thường dân Ukraine đã mất tích kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga. Tờ Pravda cho biết một tên lửa đã bắn trúng các kho đạn dược của hạm đội Biển Đen của Nga trong cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào Crimea vào buổi tối. Trong những tên lửa đã tấn công khu vực do đơn vị quân đội 63876 của Nga gần làng Sokhana, Holoka, gần thành phố Sevastopol, nơi có kho vũ khí của hạm đội Biển Đen của Nga, địa điểm của đơn vị quân đội này đã bị hư hại và một số binh sĩ bị thương. Theo kênh Astra Telegram, 350 cảnh sát đã được sơ tán khỏi tòa nhà bộ nội vụ ở Sevastopol trong cuộc tấn công tên lửa. Trước đó, tối 18 tháng 10, các kênh Telegram ẩn danh đưa tin về một vụ nổ gần làng Skana, Holoka, gần Sevastopol. Cổng tin Prim Jelly đưa tin ít nhất 4 cơ sở lưu trữ của quân đội Nga chứa vũ khí, trong đó có tên lửa nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Ông Mikhail Javodayev, thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, đã bình luận về vụ nổ như sau. Hạm đội của chúng tôi đang đẩy đuổi các cuộc tấn công trên không ở khu vực gần Sukhana, Banka. Tất cả các lực lượng đã được đặt trong tình trạng báo động. Có khói ở khu vực lân cận Suakana, Holopka và các nhân viên cứu hộ đang trên đường đến khu vực. Thông tin về thiệt hại cơ sở hạ tầng đang được xác nhận. Ông Travoyev cho biết thêm rằng, một tên lửa đã bị bắn hạ gần Karakoba và đầu đạn phát nổ trên mặt đất giữa cánh đồng. Ông khẳng định không có ai bị thương. Trong một động thái khác, bà Karin Bomberger, Tổng Giám đốc Ủy ban Quốc tế về người mất tích trong cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông Ukraine Suplin, tuyên bố hiện tại con số gần đúng là 30.000 người mất tích và đây chỉ là dân thường. Bomber giải thích những người bị xem là mất tích bao gồm những người còn sống nhưng bị chưa cắt và mất liên lạc với gia đình, những người bị cầm tù không có khả năng liên lạc, những người không qua khỏi trong chiến đấu mà thi thể chưa được xác định và gia đình không biết họ ở đâu, cũng như bị trục xuất trái phép. Trong số hàng nghìn người mất tích còn có cả trẻ em. Bà Catherine nói thêm rằng con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Trước cuộc chiến đã có một số lượng lớn người mất tích kể từ năm 2014, Số người mất tích khi đó mặc dù cao nhưng không bằng hiện nay. Ngày nay, con số đã cao hơn nhiều và tiếp tục tăng, bà Catherine nhấn mạnh. Mẫu tên lửa tầm xa có thể giúp Ukraine khoét sâu hậu cứ Nga. Ukraine được Mỹ chuyển giao tên lửa ATACMS mang đạn chùm, vũ khí có thể giúp họ tập kích sân bay, tuyến tiếp tế Nga ở sâu trong hậu cứ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 10 thông báo Mỹ đã chuyển giao tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS cho Ukraine như cam kết trước đó của Tổng thống Joe Biden. Ông cho biết tên lửa đã thể hiện được năng lực và độ chính xác, song không nêu rõ mục tiêu bị hệ thống tên lửa này tập kích. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Andrine Watson sau đó xác nhận nước này đã cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine. Chúng tôi tin rằng ATACMS sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của Ukraine mà không làm suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ, bà nói. Quân đội Ukraine ngày 17 tháng 10 công bố video cho thấy tổ hợp pháo phản lực HIMARS liên tiếp phóng 3 tên lửa chiến thuật lưu quân ATACMS từ một dạng cây trong đêm. Đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng loại tên lửa tầm xa do Mỹ viện trợ này trong chiến sự với Nga. Giới chuyên gia nhận định những quả tên lửa ATACMS này đã được Ukraine sử dụng để tập kích sân bay gần thành phố Lukhen ở miền đông và Berdyansk ở miền nam gần biển Azov. Quan chức do Moscow bổ nhiệm tại tỉnh Zaporizhia cũng thông báo phòng không Nga đã đánh chặn một tên lửa ATACMS nhằm vào Berdyansk, dường như xác nhận thông tin trên. Mỹ và Ukraine không công bố số lượng tên lửa ATACMS được chuyển giao, cũng như đây là biến thể nào. Ngoại trừ việc nó có tầm bắn 165 km, truyền thông Mỹ dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết Washington đã cung cấp tổng cộng 20 quả tên lửa ATACMS cho Ukraine. Hình ảnh chụp sân bay ở thành phố Berdyansk sau cuộc tập kích cho thấy nhiều quả đạn con M-74 chưa phát nổ trên mặt đất. Cùng với thông tin về tầm bắn 165 km, giới chuyên gia cho rằng đây là biến thể ATACMS cũ M-39. M-39 là phiên bản sử dụng đạn chùm của tên lửa ATACMS được sản xuất vào đầu những năm 1990, nó có trọng lượng gần 2 tấn, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, đầu đạn chứa 950 quả đạn con M74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. Tên lửa này có thể được khai hỏa từ nhiều bệ phóng như pháo phản lực, HIMARS và MLRS M270 trong biên chế quân đội Ukraine. Khi kích nổ, tên lửa phát tán các quả đạn con trên diện tích gần 110 km vuông. Dù không phải là biến thể ATACMS hiện đại nhất, M39 vẫn cho phép Ukraine tập kích mục tiêu xa gấp 2 lần so với các loại rocket của pháo phản lực HIMARS và MLRS M270 mà Kiev được viện trợ. Theo các quan chức cấp cao Ukraine, tên lửa ATACMS sẽ cho phép quân đội nước này phá vỡ tuyến tiếp tế, tập kích căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt tại các khu vực Nga đang kiểm soát mà trước đây họ không thể đánh trúng. Đại úy Volodymyr Omenian, cựu bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine nhận định đây là vũ khí có thể thay đổi cục diện chiến trường và cứu giúp nhiều sinh mạng binh lính Ukraine. Theo Joseph Chavitik, chuyên gia quân sự của Ray, M39 là tên lửa đạn đạo, có thể phóng về mục tiêu với vận tốc nhanh và từ độ cao lớn. Cơ chế phát tán đạn con trên diện tích rộng khiến nó bị đánh chặn hơn so với các vũ khí dùng đầu đạn đơn nhất mà Ukraine thường dùng để tập kích hậu phương Nga, như tên lửa hành trình Storm Shadow, SCALPS tên lửa diệt hạm Neptune và UAV tự sát. Cũng nhờ đặc tính gây sát thương trên diện rộng M39 là vũ khí tích hợp để tấn công các mục tiêu như sân bay. Servitic cho rằng chỉ cần vài quả ATACMS là đủ tiêu diệt tất cả máy bay động ngoài trời ở căn cứ. Bởi khi một phi cơ mang theo bom đạn phát nổ, nó sẽ tạo ra vụ nổ liên hoàn, phá hủy mọi thứ xung quanh. Trong loạt vụ tập kích vào sân bay Nga hôm 17 tháng 10, giới chức Ukraine tuyên bố phá hủy tổng cộng 9 trực thăng, một hệ thống phòng không và một kho chứa đạn tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Nga cho biết đây là một trong những đòn đánh nghiêm trọng nhất mà nước này hứng chịu từ đầu chiến sự. Nhấn mạnh rằng Moscow chịu tổn thất cả về con người và công nghệ. Phần lớn căn cứ Nga ở Ukraine đang bị đe dọa bởi một loại vũ khí hiệu quả cao, khó bị đánh chặn và có sức sát thương rộng. Chavitik nhận định thêm rằng tên lửa M-39 có thể được dùng để tấn công lực lượng Nga ở phía bắc bán đảo Crimea. Fabian Hoffman, nhà nghiên cứu tại Đại học Oslo, Na Uy cho rằng mối đe dọa từ tên lửa ATACMS dùng đạn chùm sẽ khiến Nga phải phân tán khí tài, đưa máy bay trực thăng ra xa, xa tiền tuyến, nằm ngoài tầm bắn của tên lửa. Điều này làm giảm hiệu quả phòng không, gây thêm áp lực lên hệ thống hậu cần cũng như ảnh hưởng tới năng lực tác chiến của không quân Nga. Việc Nga phải rút các khí tài quan trọng về nơi an toàn sẽ hạn chế đáng kể khả năng tác chiến của chúng. Điều này đặc biệt đúng với trực thăng, phương tiện có tầm hoạt động ngắn và cả các hệ thống phòng không, vũ khí cần phải ở gần mục tiêu mới có thể phát huy hiệu quả. Chuyên gia Chevitic cho biết. Không quân Nga là một rào cản lớn đối với chiến dịch phản công đang diễn ra của Ukraine, trực thăng và chiến đấu cơ Nga thường xuyên quần thảo trên chiến trường, khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc tập trung lực lượng trên một hướng tấn công cụ thể. Việc Moscow đánh mất ưu thế trên không sẽ tạo điều kiện để Kiev đẩy nhanh đà tiến công trong thời gian tới. Dù đem lại nhiều lợi thế trên chiến trường cho Ukraine, tên lửa M-39 vẫn có một số điểm yếu. Theo RT, việc sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính khiến tên lửa M-39 dễ gặp sai sót trong quá trình điều hướng trong đó độ chính xác tỷ lệ nghịch với khoảng cách bắn. Nó cũng đòi hỏi quá trình điều chỉnh khá lâu trước khi phóng, gây ảnh hưởng tới tốc độ triển khai kế hoạch tập kích. Tổng thống Vladimir Putin ngày 18 tháng 10 thừa nhận tên lửa ATACMS Mỹ chuyển giao Ukraine là mối đe dọa đối với lực lượng Nga, song khẳng định quân đội nước này có thể tìm ra cách đối phó. Nó sẽ không thể thay đổi tình hình trên tiền tuyến, Tổng thống Nga nhấn mạnh. NATO lo ngại sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga-Hungary Đại sứ các nước NATO và Thụy Điển họp để thảo luận về mối lo ngại gia tăng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Hungary. Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại Trung Quốc là chủ đề chính trong cuộc họp của đại sứ các nước thành viên NATO và Thụy Điển ở Budapest ngày 19 tháng 10. Thật đáng lo ngại khi Hungary chọn duy trì tiếp xúc với ông Putin theo cách này. Đại sứ Mỹ tại Hungary David Pressman nói, ngôn ngữ được Thủ tướng Orbán sử dụng để mô tả cuộc chiến của Nga ở Ukraine cũng đáng được đưa ra thảo luận. Theo đại sứ Mỹ, NATO và Thụy Điển, nước đang chờ được Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt để gia nhập liên minh quân sự đều lo ngại bởi Thủ tướng Orbán đã gặp Tổng thống Putin khi Nga đang gây chiến với Ukraine. Nếu có lo ngại chính đáng về an ninh, chúng tôi sẽ thông báo cho các đồng minh và mong họ xem xét nghiêm túc, đại sứ Mỹ nói. Ông Pressman từ chối bình luận về những hậu quả có thể xảy ra sau cuộc gặp của các đại sứ tại Hungary, cũng như đồn đoán về các biện pháp trừng phạt đang được chuẩn bị nhằm vào quan chức Hungary. Chúng tôi coi Hungary là đồng minh, nhưng chúng tôi cũng thấy Hungary đang tăng cường quan hệ với Nga, bất chấp cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine. Chúng tôi cho rằng điều quan trọng là phải duy trì đối thoại với chính phủ và người dân Hungary về những quyết định này, ông Pressman nhấn mạnh. Chính phủ Hungary bác bỏ những chỉ trích của ông Pressman. Đại sứ Mỹ không có quyền định đoạt chính sách đối ngoại của Hungary. Đó là nhiệm vụ của chính phủ Hungary, tránh văn phòng của ông Orbán, Jelery Julius tuyên bố. Ông Putin và ông Urban gặp nhau tại Bắc Kinh hôm 17 tháng 10 bên lề diễn đàn Vành đai và Con đường. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine. Hai lãnh đạo thảo luận về quan hệ song phương, việc vận chuyển khí đốt, dầu cũng như năng lượng hạt nhân. Ông Urban khẳng định Budapest chưa bao giờ muốn đối chọi Moscow mà chỉ muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ. Ông nhấn mạnh điều quan trọng đối với châu Âu là phải chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, các lệnh trừng phạt đối với Nga và dòng người tị nạn. Hungary là thành viên Liên minh châu Âu EU và NATO, song từ chối hỗ trợ vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine sau khi chiến sự bùng phát. Hungary nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga, cũng như tranh cãi với các thành viên khác về hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Orbán được đánh giá là lãnh đạo ủng hộ Nga nhất trong số 27 quốc gia thành viên EU. Ông từng tuyên bố Hungary sẽ duy trì quan hệ kinh tế với Nga, nhận định Moscow không phải mối đe dọa an ninh với Budapest. Lần gặp trực tiếp gần nhất giữa ông Putin và ông Urban diễn ra tại Moscow ngày 1 tháng 2 năm 2022, ba tuần trước khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine. Ukraine gồng mình tại Bắc Mớt thứ hai, đề phòng Nga mở đợt tấn công mới. Binh sĩ Ukraine bảo vệ thành phố tiền tuyến Avdiivka đang gồng mình đề phòng một đợt tấn công mới sau khi Nga tung đòn mạnh vào nơi này hồi đầu tháng nhưng chưa thành công. Chúng tôi phải lường trước được việc sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa Thiếu tá Maxim Morozov, chỉ huy một đơn vị cảnh sát đặc biệt tại Abdiivka, nói với AFP tại Pokrovsk, cách Abdiivka khoảng 40 km. Chúng tôi biết rằng người Nga đã tích lũy kho dự trữ khổng lồ cả về nhân sự và vũ khí. Abdiivka đã trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của Ukraine kể từ năm 2014, sau khi nơi này thoáng chốc rơi vào tay lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn. Tuần trước, Ukraine cho biết Nga đã tăng cường tấn công vào thành phố này, nằm cách Donetsk do Moscow kiểm soát chỉ 15 km. Cuộc tấn công bất ngờ. Sáng 10 tháng 10, hàng chục xe tăng và xe bọc thép của Nga tiến về APDFK từ phía Nam, Bắc và Tây Bắc. Trong làn hỏa lực, yểm trợ của pháo binh, trực thăng và máy bay chiến đấu, Thiếu tá Morozov cho biết cuộc tấn công lớn của Nga là cú sốc đối với mọi người. Riêng ngày hôm đó, thành phố này hứng chịu tới 50 cuộc không kích. Ông Yuri Stepa, 55 tuổi, đang ở trong chiến hào phía Tây Bắc thành phố khi lực lượng Nga xung phong. Chúng tôi mau chóng biết rằng khí tài quân sự của Nga đang đến vì có thể nghe thấy âm thanh từ cách đó 5-7 đến 7 km. Stepa chỉ huy một nhóm hỗ trợ hỏa lực trong lữ đoàn lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine cho biết. Đeo kính bảo hộ màu vàng và đội mũ lưỡi chai, Stepa khoa tay, múa chân khi nhớ lại cuộc tấn công của Nga. Phía chúng tôi bắt đầu khai hỏa về phía đối phương, pháo binh đã phát huy tác dụng hiệu quả. Họ, người Nga đã không thành công, nhưng khi có tới 30 đến 40 xe, tình hình vẫn khá khó khăn. Ông kể, cứ khoảng 15 phút lại có máy bay và cứ 3 đến 5 phút lại có trực thăng. Phía Nga chỉ có thể chiếm được vài km vuông trong cuộc tấn công ấy, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ ISVK cho biết Nga có thể đã mất ít nhất một lượng xe bọc thép trị giá của một nhóm chiến thuật tiểu đoàn cho các hoạt động tấn công xung quanh Abdiivka. Abdiivka được xây dựng xung quanh nhà máy than cốc khổng lồ, có dân số trước xung đột khoảng 30.000 người. Hiện ở đây vẫn còn khoảng 1.600 người, theo chính quyền địa phương. Binh sĩ Nga như vô tận Ở trung tâm thành phố, các đợt pháo kích vào anh tạc hàng ngày của Nga kể từ tháng 3 đã phá hủy một phần hoặc toàn bộ nhiều dãy nhà lớn. Ông Madrov cho biết những cư dân còn lại hiện đã chuyển hẳn xuống sống dưới các tầng hầm. Con đường cung cấp viện trợ nhân đạo đã bị gián đoạn kể từ ngày mùng 10 tháng 10. Lượng thực phẩm, nước uống, thuốc men và đồ vệ sinh tích lũy dưới tầng hầm chắc chắn đủ dùng cho một tháng, ông nói thêm. Ukraine đang duy trì quyền kiểm soát với con đường duy nhất dẫn vào thành phố từ phía Bắc, theo ông Morozov. Người Nga đã không thể chiếm được các cao điểm, ông nói. Ông Sepa cho biết trong cuộc tấn công của Nga hồi đầu tháng này, binh sĩ Ukraine đã đào hào sâu 2 mét trên một cánh đồng để phòng thủ. Chúng tôi lắp lưới chống máy bay, không người lái, sau khi chọn được vị trí để tấn công tập trung. Họ khai hỏa mọi thứ vào đó, súng cối, lựu đạn, máy bay không người lái cảm tử, ông Stepa kể. Ông nói thêm rằng lính Nga thường bò theo nhóm nhỏ, không có áo chống đạn, không có mũ bảo hiểm, chẳng có gì. Một người cầm lựu đạn, người khác cầm súng trường và người thứ ba ở xa hơn một chút, che chắn cho họ ông mô tả. Thiếu tá Morozov, người sắp trở lại Abdiivka cho biết tình hình yên ắng hơn trong vài ngày qua. Chỉ có một số cuộc oanh tạc từ trên không, khoảng 4 đến 6 cuộc mỗi ngày. Xe tăng và pháo binh vẫn tiếp tục tấn công, ông kể. Không còn những cuộc tấn công lớn nữa, đối thủ đang tạm nghỉ. Nhưng cấp phó của ông Stepa Anatoly Mogila, 53 tuổi, lo ngại rằng Nga chắc chắn sẽ tiến hành một đợt tấn công mới vào thành phố. Cho đến nay, người Nga đã bị đè bẹp, nhưng họ có nguồn nhân lực vô tận, Mogila nói chuyên gia tuyên bố cần thừa nhận sự thật Ukraine đã hết thời gian. Cho rằng sự thật là Ukraine đã hết thời gian cho cuộc phản công chống lại Nga, Frederick Menten, nhà phân tích chiến lược của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hegel, nhấn mạnh, Tôi e rằng bây giờ chúng ta nên thừa nhận rằng Ukraine đã không còn cơ hội giành được lãnh thổ đáng kể và quan trọng trong mùa hè này. Theo Newsweek, ông Frederick Mentens, mục tiêu của Ukraine trong cuộc phản công chống lại Nga phá vỡ cầu đất liền tới Crimea của Moscow có thể bất khả thi trong mùa thu và mùa đông của Ukraine, mùa đường lầy lội vì mưa, tuyết và bùn. Mục tiêu này trong cuộc phản công mùa hè của Ukraine đã không thành công, ông Mertens nhấn mạnh. Vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine mà Nga kiểm soát từ năm 2014, bao gồm các khu vực Kherson và Zaporizhia của Ukraine, Nga đã sáp nhập các vùng lãnh thổ này nhưng không hoàn toàn kiểm soát chúng và đã mất quyền kiểm soát một số ngôi làng vào tay Kiev trong vài tháng giao tranh vừa qua cắt đứt cầu đất liền và cô lập bán đảo Crimea được kỳ vọng sẽ là một chiến thắng quan trọng đối với Ukraine và được coi là một trong những mục tiêu chính của cuộc phản công. Kiev đã hy vọng có thể mở một con đường dẫn xuống Tokmak do Nga kiểm soát đi tới Melitopol trước khi đến biển Azov. Ông Oleksiy Goncharenko, một thành viên Quốc hội Ukraine cũng thừa nhận, chỉ còn vài ngày trước khi thời tiết ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn và chắc chắn việc ở trong chiến hào sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều so với mùa hè. Ông nói với Newsweek rằng nhiều binh sĩ của Kiev đã chiến đấu và sống trong chiến hào gần 20 tháng và họ kiệt sức mệt mỏi. Goncharenko nói đây sẽ là một mùa đông rất khắc nghiệt, chúng ta cần phải thừa nhận sự thật. Volodymyr Ormelian, một đại úy quân đội Ukraine và cựu bộ trưởng cơ sở hạ tầng, nói với Newsweek rằng vẫn có thể xảy ra giao tranh ở phía Nam và phía Đông trong mùa lầy lội, nhưng đó sẽ là một thách thức lớn. Ông nhấn mạnh, thật khó để dự đoán các hoạt động của Ukraine sẽ diễn ra như thế nào nhưng nói thêm rằng ukraine dù sao cũng rất biết ơn những người phương tây kiên định ủng hộ kiev goncharenko nói rằng kiev đang đi trên dây để đạt được những tiến bộ rất cần thiết và bảo toàn lực lượng đã dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nhưng quá mệt mỏi kiệt sức của mình